Chú rể có hành động gây sốc trên ngực mẹ ngay giữa đám cưới. Tại hôn lễ ở Ấn Độ mới đây, chú rể đã bú mẹ ngay trước mặt quan khách. Tuy nhiên, điều kinh ngạc là tất cả mọi người có mặt chứng kiến đều tỏ ra rất bình thản. Mới đây, một cảnh tượng gây sốc diễn ra tại một đám cưới ở Ấn Độ đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi kịch liệt. Được biết đoạn clip lan truyền trên mạng vào ngày 8 tháng 1 vừa qua và được xác định nội dung bên trong hoàn toàn theo phong tục địa phương. Theo đó, một chú rể diện trang phục đám cưới truyền thống ở Ấn Độ đang đứng cạnh mẹ ruột của mình. Ngay lúc này, bà mẹ vén áo để lộ ngực, sau đó kéo đầu con trai về phía mình. Điều gây sốc là chú rể nhanh chóng cúi đầu rồi bú mẹ ngay tại đám cưới và trước rất đông quan khách, họ hàng, bạn bè. Thậm chí, vì sợ chiếc khăn xếp trên đầu của chú rể gây vướng víu, một người thân đứng cạnh đã đỡ chiếc khăn giúp anh. Trong khi đó, mẹ chú rể nhìn vào máy ảnh rồi thoáng mỉm cười. Chú rể sau khi xong hành động cũng thản nhiên nhìn vào camera. Có thể thấy, cả chú rể và mẹ của anh đều không hề e ngại về việc làm này. Đáng chú ý, mọi người có mặt tại đám cưới cũng không hề tỏ ra bị sốc hay ngạc nhiên mà ngược lại khá bình thản. Họ dường như không hề xa lạ với tập tục này. Một người có mặt tại đám cưới cho biết đây là một phong tục tại địa phương. Được biết, theo dữ liệu tìm kiếm trên Google năm 2017 của Ấn Độ tiết lộ, nhiều người đàn ông vẫn tìm hiểu về việc bú mẹ ngay cả khi đã trưởng thành. Mặc dù vậy, sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận tranh cãi, nhiều người cho biết đã từng chứng kiến phong tục kỳ dị này trước đây. Bên cạnh đó, dân tình cho rằng nên dẹp nghi thức ngớ ngẩn trên vì ảnh hưởng đến thuần phong, đạo đức.